Sau 2 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Lee Bo-young trở lại với When My Love Blooms khi tình yêu nở rộ và lập tức khiến khán giả lần nữa trầm trồ với nhan sắc mặn mà cũng như năng lực diễn xuất ấn tượng. Năm 2021, nếu nói Lee Bo-young là một trong những nàng hậu phiên bản nhất của xứ Hàn, chắc chắn ai cũng khẳng định điều này. Ít người nhớ rằng, thời quá khứ của cô cũng từng mang danh kẻ thứ ba, giật bồ của người khác. Hoa hậu mang án oan giật bồ. Vốn nổi tiếng ít scandal và có đời sống cá nhân khá kín đáo, nhưng Lee Bo-young và ông xã Ji-sung trước khi hạnh phúc bên nhau cũng từng trải qua thời gian khó khăn vì bị nam tiếu. Được biết, cặp đôi gặp nhau trên phim trường điệu nhảy cuối cùng dành cho anh. Khi đó, Ji-sung ngay lập tức rơi vào lưới tình với cựu hoa hậu Hàn, thậm chí anh bắt đầu lên kế hoạch tán tỉnh người đẹp. Báo chí từng đăng tải thông tin cho biết, Ji-sung đã rất khó khăn mới có thể cưa đổ được Lee Bo-young. Thế nhưng, người đẹp họ Lee năm đó xác định cô không muốn hẹn hò với người trong giới. Cuối cùng, vì sự chân thành của chàng tài tử điển trai mà nàng hậu Hàn cuối cùng cũng siêu lòng. Năm 2007, Ji-sung và Lee Bo-young quyết định công bố chuyện tình cảm với công chúng. Không giống với nhiều người nghĩ, mối quan hệ này vướng phải chỉ trích. Cụ thể, trước đó Ji-sung có hẹn hò với nữ diễn viên Park Sun-mi. Cặp đôi chia tay vào năm 2006 khi mà Ji-sung nhập ngũ chưa lâu. Không ngờ chỉ một năm sau, tài tử nổi tiếng lại công khai yêu người con gái khác. Lee Bo-young bị tố là tiểu tam khiến Ji-sung thay lòng. Sau một năm đường ai nấy đi, Ji-sung có người khác khiến nhiều người thương cảm cho Park Sun-mi. Lúc này, công chúng tìm hiểu thông tin cho biết, Ji-sung phải lòng Lee Bo-young từ năm 2004 khi đóng điệu nhảy cuối cùng dành cho anh. Thời điểm đó, anh vẫn đang cặp kè Park Sun-mi. Không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng đối với Ji-sung và gán cho Lee Bo-young danh hiệu Hoa hậu giật bồ. Bất chấp sự phản đối của dư luận, Ji-sung và Lee Bo-young vẫn bên nhau và rất kín đáo. Sau 6 năm bên nhau, lúc các tin đồn biến mất, những lời chỉ trích không còn, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới ngọt ngào, ấm cúng. Được biết, Ji-sung đã ngỏ lời cầu hôn Lee Bo-young tại Tây Ban Nha bằng ca khúc Your Song của Etojon, bài hát yêu thích của bạn gái. Lee Bo-young và Ji-sung vượt qua mọi rào cản để bên nhau. Cặp đôi giờ sống viên mãn và hạnh phúc. Trước tình cảm chân thành của Ji-sung và Lee Bo-young dành cho nhau, khán giả dành vô số lời chúc phúc cho cặp vợ chồng này. Cái mắt giật bồ năm xưa cũng biến mất. Hơn thế, Park Sun-mi cũng có cuộc sống viên mãn bên người đàn ông thực sự của đời mình, tài tử Han Jae-suk. Hiện tại, hai cặp đôi nổi tiếng này trở thành hai gia đình kiểu mẫu nổi tiếng K-pop. Mối tình Tây ba năm xưa giờ đã có hai gia đình hạnh phúc và viên mãn. Trong cuộc phỏng vấn tại Hàn Quốc, nam diễn viên Ji-sung nhận nhiều lời khen khi chia sẻ về tổ ấm nhỏ và mong muốn được nắm tay vợ đến răng long đầu bạc. Tài tử tâm sự, thấy hạnh phúc khi được ngắm nhìn vợ và con gái mỗi sáng sớm. Trong thời gian đóng phim, tôi thường xuyên về nhà vào rạng sáng. Lẽ ra hôm sau tôi phải rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghe tiếng con gái gọi bố dậy là mọi thứ đều tan biến, anh nói. 10 năm tìm kiếm bứt phá trong diễn xuất. Lee Bo-young thường được nhắc đến như một trong những diễn viên nổi bật nhất nhì trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Bước vào ngành giải trí với tư cách là đại diện của Daejeon tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000, dòng đời đưa đẩy cô đến với diễn xuất sau khi ước mơ phát thành viên bất thành. Năm 2003, Lee Bo-young chính thức ra mắt khán giả với vai diễn nhỏ trong phim Escape from Unemployment. Dù có nhan sắc nhưng diễn xuất mờ nhạt và non tay của cô không được khán giả chú ý đến. Lee Bo-young từ hoa hậu trở thành diễn viên truyền hình, cô đã gặp rất nhiều khó khăn những ngày đầu mới tham gia showbiz. Năm 2004, Lee Bo-young xuất hiện với hình ảnh mới lạ khi hóa thân thành ác nữ trong dự án điệu nhảy cuối cùng dành cho anh, đóng cùng với người chồng hiện tại Ji-sung. Dù cô chưa thực sự thành công với diễn xuất, nhưng bắt đầu được công chúng để mắt tới. Sau đó, Lee Bo-young tiếp tục tham gia hai dự án ấn tượng khác là What's Upon the Time 2008 và The Equatorman năm 2012. Không thể phủ nhận nàng hậu này có những tiến bộ rõ nét về diễn xuất, cô cũng giành được giải thưởng danh giá đầu tiên trong sự nghiệp. Bộ phim My Daughter, Seo-yeon giúp tên tuổi của Lee Bo-young lên một tầm cao mới. Trong khoảng thời gian 2006 đến 2009, Lee Bo-young tập trung phát triển màn điện ảnh. A Diary Carnival giúp nữ diễn viên thắng giải nữ diễn viên mới tại liên hoan phim Chusa và Once Upon a Time mang về cho cô đề cử nữ diễn viên mới xuất sắc tại Park Sang danh giá. Tuy nhiên sau năm 2009, cô tỏ ra không mặn mà với màn ảnh rộng và chuyển hẳn sang hoạt động trên màn ảnh nhỏ. Thành công thực sự mỉm cười với Lee Bo-young vào năm 2013. Sau 10 năm cố gắng, cô được đánh giá cao với vai diễn trong phim truyền hình dài tập My Daughter, Seo-yeon. Không chỉ có gương mặt nổi bật, diễn xuất tự nhiên, Lee Bo-young còn khiến khán giả cảm nhận được chân thật nhất tâm sự của nhân vật Seo-yeon trong phim. My Daughter, Seo-yeon có rating khủng 50%, mang về thắng lợi cho cả đoàn phim, trở thành một trong những phim quốc dân và mang về cho cô đề cử Best Actress tại Park Sang danh giá. Chính từ đây, cái tên Lee Bo-young bắt đầu được xếp vào hàng chỉ đài truyền hình trong làng giải trí xứ Kim Chi. Kể từ sau đó, Lee Bo-young liên tục cho ra mắt những tác phẩm ăn khách và được yêu thích. Khán giả luôn chọn xem các bộ phim mà cô tham gia như I Hear Your Voice, Whisper, Murder. Chi đại màn ảnh nhỏ nói không với các thể loại nữ chính bánh bèo.
Sau thành công rực rỡ của My Daughter Seo-yeon, Lee Bo-yeon chính thức trở thành một trong những chi đại màn ảnh nhỏ và củng cố vị trí đó qua nhiều năm với hàng loạt tác phẩm ăn khách và đặc biệt nói không với kiểu hình tượng bánh bèo truyền thống. I Hear Your Voice, đôi tài ngoại cảm, lên sóng năm 2013 đã gây sốt diện rộng và hình tượng nữ luật sư Jang Hee-sung của cô thành công đón tiền không chỉ trai trẻ Lee Jong-suk trên phim mà còn hàng triệu khán giả trong và ngoài Hàn Quốc. Thành công rực rỡ của I Hear Your Voice đã mang về cho cô hàng loạt giải thưởng, mà nổi bật nhất là Daesang Sang Kép và danh hiệu Best Actress tại Daesang. Không ngủ quên trên chiến thắng, Lee Bo-yeon tái xuất với Whisper, Lời Thì Thầm vào năm 2017 sau thời gian vắng bóng để chăm lo gia đình. Màn tái hợp của cô với anh chồng quốc dân Lee Sang-yoon sau 5 năm lần nữa thành công lớn, đưa phim vượt mốc 20% ở tập cuối, còn bản thân nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu mạnh mẽ với màn nhập vai nữ chính mạnh mẽ trên hành trình tìm kiếm công lý cho cha mình. Điểm hay ở Lee Bo-yeon chính là việc dù chuyên đóng nữ cương nhưng hầu như các vai của cô đều mang màu sắc riêng không trung lập. Được biết, dự án Border của Lee Bo-yeon còn trở thành phim Hàn đầu tiên vinh dự lọt vào danh sách đề cử liên hoan phim truyền hình quốc tế Cannes. Lee Bo-yeon luôn chọn những vai diễn có chiều sâu và khó nhằn. Dù diễn bất kỳ nhân vật nào, chị đại K-pop cũng có cách thể hiện rất xuất sắc. Ở tuổi 42, Lee Bo-yeon có tất cả mọi thứ trong tay. Cô có gia đình hạnh phúc viên mãn bên ông xã tài tử Ji-sung và hai thiên thần nhỏ. Hơn thế, sự nghiệp của Lee Bo-yeon cũng là ao ước của rất nhiều người. Lúc này, câu chuyện Jeobo năm xưa chỉ là quá khứ ít người nhớ đến. Trong tay, con ngoan, gia đình là nơi bình yên nhất. Ji-sung luôn nói rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất vì đã may mắn trở thành chồng của Bo-yeon. Tình yêu và sự quan tâm mà Bo-yeon dành cho anh nhiều đến nỗi chưa một lần lên nhận giải thưởng mà nam tài tử không nhắc đến vợ mình với những điều cô ấy đã dành cho anh. Trong buổi họp báo phim truyền hình Dr. Jones, bác sĩ John Han vừa qua, nam diễn viên cũng không quên dành cho vợ những lời ngọt ngào nhất. Bo-yeon theo dõi từng tập phim, vừa góp ý giúp tôi, vừa dành cho tôi nhiều sự khen ngợi. Cô ấy tiếp thêm cho tôi rất nhiều can đảm, giúp tôi quên đi mệt mỏi khi phải quay phim liên tục. Khi phim đạt rating cao, Bo-yeon thậm chí còn mừng hơn tôi, và khi rating thấp, cô ấy sẽ lo sợ tôi bị tổn thương. Cô ấy chính là chỗ dựa lớn nhất của đời tôi. Cả Ji-sung và Lee Bo-yeon đều không thể hiện quá nhiều chuyện vợ chồng, tình cảm cá nhân trên báo chí. Nếu có cũng chỉ là những lời khen dành cho đối phương hay chia sẻ về kỷ niệm của cả hai. Dễ hiểu khi người hâm mộ vô cùng háo hức khi nghe phong phanh tin đồn cặp đôi được mời lên sóng chương trình Newlywed Diary. Sau truyền hình thực tế chỉ khai thác cuộc sống đời thường của các cặp vợ chồng nổi tiếng, tin buồn là cặp đôi đã từ chối vì cả hai cho rằng đời sống hôn nhân chỉ nên là chuyện riêng của hai vợ chồng, công việc và cuộc sống luôn được tách bạch rõ ràng như thế. Cặp đôi diễn viên tin rằng họ sẽ xử lý vấn đề hôn nhân hiệu quả hơn nếu không có quá nhiều sự tác động từ bên ngoài. Ji-sung chia sẻ trong suốt ngần ấy năm hẹn hò, hai người từng trải qua rất nhiều sóng gió, cho nên họ rất hiểu và thông cảm cho nhau khi đã về chung một nhà. Thời gian Bo-yeon mang thai, Ji-sung đã gác lại tất cả công việc để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc bà xã. 12 năm chưa một ngày thay đổi, tấm lòng, sự chân thành và ấm áp của cả hai vẫn luôn là ngọn lửa sưởi ấm bầu không khí hạnh phúc sau cánh cửa gia đình. Một chuyện tình đẹp như phim được viết nên bởi đạo diễn, đóng bởi diễn viên chính Ji-sung và Lee Bo-yeon.